Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có anh Hải và chú Chánh cũng ra trước nhà ngồi mát nha cô chú anh chị. Dạ, hiện tại bây giờ là 7 giờ kém nha cô chú. Thì tối ngày hôm nay anh Hải và chú Chánh cũng ra trước nhà ngồi. Vừa rồi thì cũng có bê buôn cũng ra trước nhà của chú, nhưng mà bê buôn cũng đi vào trong rồi của chú anh chị. Dạ thì tối ngày hôm nay 8 giờ tối chị Loan cũng sẽ livestream bán hàng nha cô chú. Có hai chị căn giá cũng đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan cô chú. Hai chị gái đi xe hơi nha cô chú anh chị. Hai chị gái đến mua bánh trung thu để ủng hộ cho chị Loan cô chú. Dạ thì giờ cũng có anh Gáp cũng vừa đến nha cô chú anh chị. Nhà chị Loan thì buổi tối cũng rất là đông khán giả đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình được phát triển hơn của chú anh chị. Đến lấy hàng anh. Lấy hàng, vừa giao hàng vừa lấy hàng luôn. Dạ. Dạ. Vừa rồi thì cũng có hai chị gái cùng đi xe hơi đến mua bánh trung thu ủng hộ cho chị Loan đó cô chú. Anh Gáp này đến giao hàng cho chị Loan nha cô chú anh chị. Trong thì có chị Loan nha cô chú. Có hai chị gái vừa đó là cô chú. Dạ, buôn mới trồng chị. Chị cũng ở
đâu quên cả nước Nga này cũng được, để đâu quên rồi vậy, để đâu quên quên rồi. Bên trong thì có chị Loan của chú. Hai chị gái này ở quận 12 đến nha cô chú anh chị. Chị Loan, chị Loan cũng ở hoài luôn. À cả nhà. Hai chị gái này là đến 2-3 lần rồi anh. Hai ba lần luôn à. Dạ. À, lúc đó là chị này cũng tâm sự mình rồi. Dạ. Yêu mến chị Loan và bé Buôn này, hỏi chị mới thấy họ là bé Buôn đó. Hiện tại bây giờ thì bên trong cũng có chị Loan nha cô chú. Hai chị đến để thắp hương thì đúng là sự vụ linh đó cô chú. Dạ thì hai chị gái này là đến mua hàng cho chị Loan cũng 2-3 lần rồi nha cô chú. Thì Quynh cũng nói chuyện với hai chị gái này rồi cô chú anh chị. Hai chị này là cũng rất là vui tính đó cô chú. Dạ cô chú anh chị và các bạn xem video cho Quynh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng được phát triển hơn cô chú anh chị. Dạ thì hai chị cũng vào thắp hương cho chú là chị Vũ Linh xong rồi cũng chụp hình với cái tượng sáp D của chú là chị Vũ Linh để làm kỷ niệm cô chú. Dạ thôi giờ Quynh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quynh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.